Một can gì? Bây giờ chúng ta đến cái phần cuối cùng trong cái phần Databo này, và tất nhiên nó cũng sẽ là phần cuối cùng ở trong cái phần mà căn bản về lập trình của chúng ta. Đó là cái phần gì? Chúng ta chỉ còn cái phần gì bản nữa thôi. Các bạn, thì tôi không cần ở đây, thì tôi sẽ tạo cho các anh chị luôn một cái hàm gì có sẵn luôn nữa. Các bạn, bây giờ Minh Hòa tạo luôn cái hàm gì luôn nữa, không cần làm trực tiếp vào những phần khác. Chúng ta sẽ có một cái function là ghi trong cái xử lý bảng này, ghi cái đơn vị ghi của nó là một lần một bảng chứ không có ghi một lần một dòng nha. Đơn vị ghi nó là một bảng không một dòng. Ghi này là chúng ta sẽ đưa qua nó một cái bảng is data table, và bảng này sẽ được ghi với cái tên gì đây, tên bảng là gì đây. Đó, tên bảng là cái gì, is string. Và cái kết quả này nó sẽ trả về cho chúng ta đó là một số nguyên, nó cho biết là cái số dòng mà ghi được, nhớ nha, số dòng mà ghi được. Thì chúng ta đem cái kết quả is integer chúng ta cho là bằng 0, tức là ở đây nói là cái số dòng là 0 đó, số dòng ghi là 0. Và chúng ta return cái kết quả. Thì cái quá trình ghi của nó chúng ta cũng sẽ sử dụng cái bộ thích ứng. Chúng ta phải tạo cái bộ thích ứng. Ở đây là chúng ta phải tạo cái bộ thích ứng, khai báo cái bộ thích ứng. Cái quá trình của nó là khai báo cái bộ thích ứng. Rồi chúng ta mới sử dụng cái bộ thích ứng để ghi cái bảng. Nó có hai bước thôi, đúng không ạ? Thế thì bây giờ là cái phần này thì là chúng ta sẽ đặt nó ra trong phần là cái khai két. Thì ông nói rồi, tại vì cái chuyện mà khai báo bộ thích ứng cũng như sử dụng nó là có khả năng nó sinh ra lỗi. Chúng ta dùng là try ở đây. Các anh chị đưa cái phần này vô, chút nữa là tôi sẽ minh họa nó làm cái chuyện gì, đúng không ạ? Rồi ở đây chúng ta vẫn là đặt đổi tên thành ra lỗi, phải không ạ? Các anh chị không muốn đổi tên cũng được, nhưng mà thường thường là tôi dùng cho nó dễ là tôi đặt qua tất cả là theo dạng là tiếng Việt, phải không ạ? Show cái lỗi chấm message. Khai báo cái bộ thích ứng ở đây thì các anh chị biết là chúng ta học trong kỳ trước rồi, chúng ta đã thấy bộ thích ứng này của chúng ta là nó sẽ được khai báo khi mà chúng ta có chuỗi lệnh và chuỗi kết nối. Chuỗi kết nối ở đây chúng ta có sẵn rồi, chúng ta vẫn dùng nó ở trên cái chuỗi kết nối này ở trên này. Đã. Nhưng mà giờ chuỗi lệnh nó đâu ra? Thì là cái chuỗi lệnh á, thì là chúng ta cứ đem cái chuỗi lệnh is string nó sẽ bằng, chúng ta sẽ có cái chuỗi lệnh là select sound from, rồi cái này các anh chị end với lại là cái tên bảng, đúng không ạ? Cái kỹ thuật này tôi giải thích ra thì nó dài dòng lắm ở trong cái việc đó, nhưng mà các anh chị có thể đọc cái bảng. Cái kỹ thuật này nó cho phép chúng ta đọc cái bảng mà nó tích bởi nhiều cái bảng khác nhau ở trên cơ sở dữ liệu, nhưng mà ghi thì đương nhiên chúng ta chỉ ghi lên một bảng một thôi. Ghi một bảng một thôi, và chúng ta phải lưu ý đây phải là select sound nha, chứ còn nếu mà chúng ta làm thiếu cái cột khóa của nó đó thì đó nó ghi là không được. Có chuỗi lệnh, có chuỗi kết nối rồi thì chúng ta khai báo được cái bộ thích ứng, đem cái bộ thích ứng is new, ô ăn là ơ, db data wrapper, thấy không ạ? Chúng ta gửi qua cái chuỗi lệnh, chúng ta gửi qua cái chuỗi kết nối đã có sẵn rồi. Đó. Rồi nhưng mà tới đây á thì là cái bộ thích ứng này á, mà chỉ làm việc mà new như thế này không á, thì nó chỉ dùng để đọc được thôi, để fill được thôi, fill schema thôi. Còn muốn ghi lên á, tại cái việc ghi lên á thì nó có 3 trường hợp khác nhau. Một trường hợp là chúng ta sẽ là thêm mới, tức là ghi thành ra thêm mới. Thứ hai là chúng ta ghi theo cái dạng cập nhật. Thứ ba là chúng ta ghi theo dạng xóa, tức là cái bảng này nó có thay đổi. Cái bảng này phải được đọc đâu đó vô trước rồi nha. Cái kỹ thuật này phải được, bảng này phải được đọc vô trước rồi. Lưu ý nha, bảng phải được đọc vô trước rồi. Thì ở đây chúng ta sử dụng một cái gọi là cái bộ phát sinh lệnh, đúng không ạ? Tôi đặt tên nó là bộ, là cái phát sinh lệnh is new, ô là ơ, comment builder. Cái này rất là hay, nó tiện cho chúng ta lắm.
Cái Command Builder này á, là các anh chị chỉ cần gửi cái tham số nó qua cái bộ thích ứng. Cái này hơi lạ chút xíu không ạ. Chỉ cần gửi qua như thế này thôi là sao? Là nó sẽ phát sinh ra những cái lệnh cho cái bộ thích ứng này. Và có, sau khi đã phát sinh nó rồi á, thì là chúng ta muốn ghi cái bảng á, thì là chúng ta chỉ cần là bộ thích ứng chấm update cái bảng là được. Đó, là xong. À, và ở đây cái mà update này thì chúng ta trả nó về với cái kết quả này luôn cũng được. Tại vì ở đây cái update này nó sẽ trả về là cái số dòng ghi được. Trả về cái số dòng ghi được. Kết quả nó sẽ là cái số dòng ghi được. Kiểu không ạ? À? Thì giải thích về nó thì nó dài dòng lắm, phải không ạ? À? Rất là dài dòng. Mà lúc sau này thì là các anh chị sử dụng nó là chủ yếu thôi. Còn các anh chị muốn hiểu về cơ chế đó, tôi nhắc lại là xem thêm những cái phim khác. Ha? Xem thêm những cái phim khác. Nào bây giờ là tôi sẽ minh họa trong cả ba trường hợp là chúng ta thêm mới như thế nào, chúng ta xóa như thế nào và chúng ta sẽ cập nhật là như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ như là tôi ép một cái màn hình, ép một cái window form, đây là chúng ta màn hình là sao đây, chúng ta là thêm một cái dòng mới, thêm một cái dòng mới. Ví dụ như chúng ta thêm một cái loại phòng mới, chúng ta thêm một cái loại phòng mới. Ở đây chúng ta không có cần trên luôn nữa. Chúng ta sẽ lấy lại trên cái màn hình đọc bảng này nè. Muốn thêm một cái dòng mới này á, thì là các anh chị làm như thế này. Chúng ta sẽ đọc ra cái bảng, đúng không ạ? Chúng ta đọc ra cái bảng là chúng ta xuất nó lên để cho thấy rằng cái bảng này là trước khi, sau khi đọc thì nó là như thế nào nha. Đó. Cái này là chúng ta đã có sử dụng rồi. Dữ liệu đọc bảng loại phòng, không ạ? Bỏ phần khai báo này đi. Cái đoạn này thì ý nghĩa của nó là cái kết xuất, không ạ? Chúng ta sẽ kết xuất. Kết xuất nhanh thôi, bảng loại phòng. Rồi. Giả sử như là bây giờ chúng ta muốn là thêm mới một cái loại phòng. Thêm một cái loại phòng mới. Thì đúng ra đó, thêm loại phòng mới này là chúng ta phải nhập từ người sử dụng. Như ở đây tôi chỉ minh họa cái kỹ thuật ghi thôi. Do đó là tôi không có cho nhập người sử dụng. Tôi lấy cái dữ liệu cố định luôn. Tôi lấy dữ liệu cố định luôn nha. Thì chúng ta mới đi một cái loại phòng. Muốn có cái loại phòng mới này á, chúng ta đi một loại phòng data now. Các anh chị nhớ đây là chúng ta phải nhớ là cái kỹ thuật làm tay của chúng ta bằng bảng loại phòng chấm new row. Rồi bảng loại phòng này của chúng ta là chấm rao chấm s, cái loại phòng này. Rồi trong này thì là các anh chị sẽ đưa vào những cái giá trị của cái loại phòng. Cái loại phòng chấm tên là bằng gì, là ví dụ như là một cái loại x nào đó đi, các bạn. Cái này chúng ta chạy lần hay chạy nhiều lần thì nó sẽ loại phòng đơn giá của chúng ta. Cái này chỉ chạy được có một lần thôi nha. Không ai thử thì các anh chị có thể sửa chương trình lại thì nó mới ra cái tên mới được. Đơn giá của nó loại x, ví dụ như là chúng ta cho đơn giá là 190.000 đi chẳng hạn. Đó. Rồi sau khi xong cái phần này rồi thì chúng ta chỉ việc ghi lên thôi, chúng ta chỉ việc ghi lên thôi, các bạn. Chúng ta mới đem cái số dòng ghi được, cái số dòng ghi as integer, nó sẽ bằng ra là gì đây, nó sẽ bằng xử lý bảng chúng ta chấm ghi, ghi tức là ghi, tôi có không có cái xe nữa đây không, rồi mà có cái xe ở đây mới được. Xử lý bảng chúng ta là chấm ghi, nó sẽ trả về cho chúng ta đây là cái bảng loại phòng và tên bảng nó chúng ta phải cung cấp là loại phòng. Cái gì có thể thắc mắc là tại sao cung cấp cái tên bảng, là tại vì tôi thiết kế cái hàm này tổng quát là có thể lúc đó chúng ta đọc vô từ nhiều cái nguồn. Cái bảng này là một cái bảng đọc vô từ nhiều cái nguồn khác nhau, nhưng chúng ta ghi lên một thôi. Cái kỹ thuật đó nó cũng rất là hay đó. Kỹ thuật nó rất là hay đó, các bạn. Rồi, tới đây chúng ta có thể là message box. Chúng ta chấm show là cái số dòng ghi thì chẳng hạn cũng được. Thấy cái số dòng ghi, rồi. Chúng ta sẽ chạy thử này nha, chúng ta sẽ chạy thử, chúng ta sell lên hết đi đã. Các anh chị thì có thể kết hợp với phần nhập xuất của tôi á, để mà chúng ta màn hình đọc bảng, màn hình màn hình này là màn hình thêm dòng mới, thêm cái dòng mới.
nhưng mà là cũng là cái di bản trường hợp đặc biệt đó. À, cái này nó xuất lên là sau khi nó đọc xong nó xuất lên thôi các bạn, một nè, nó sẽ ra nó ghi một dòng. Và các anh chị nếu mà muốn thì là chúng ta có thể mở lại cái set này để chúng ta xem, chúng ta có thể mở lại hoặc là chúng ta chạy một lần nữa thì chúng ta cũng sẽ biết thôi. Chạy một lần nữa thì chúng ta có biết, các anh chị có thể mở lại cái set này các bạn. Chúng ta trong trường hợp này thì là chúng ta open các bạn, open ra cái phần của chúng ta là trong công nghệ phần mềm chương 0, đối tượng data table bin debug quản lý khách sạn đó. Các anh chị vào loại phòng nó có cái loại x này. Anh chị thấy không ạ? Rồi tôi đóng lại nha. Thực sự ra là cái phần thêm mới này á, sau này khi mà học ra để mà nó hiệu quả đó thì là các anh chị không cần phải đọc vô hết, chúng ta không cần đọc vô hết đâu, chúng ta đọc vô hết như thế á, đối với bản loại phòng này thì không thành vấn đề. À, đọc vô hết đối với bản loại phòng này không thành vấn đề, nhưng mà tại vì nó có 3-4 dòng thôi, nhưng mà sau này chúng ta muốn thêm một cái nhân viên mà ở trên đó nó có cả mấy trăm nhân viên, mấy trăm người cũng không thành vấn đề, nhưng mà chúng ta thêm một cái phiếu thu mà ở trên trong cái cửa hàng á, thì hoặc là cái công ty á, thì cái phiếu thu của nó có đơn vị có thể lên tới hàng ngàn hàng chục ngàn, thì chúng ta phải đọc vô hết rồi chúng ta mới bổ sung. Tất nhiên là chúng ta phải kiểm tra dữ liệu nhập gì vân vân, nó có màn hình giao diện của nó đó, thì làm như thế thì nó không hiệu quả. Thì ở đây là nó sẽ có một cái cải tiến là chúng ta sẽ có một cái hàm đọc, nhưng mà bây giờ không phải là đọc tất cả nữa đó, mà nó sẽ có một cái hàm gọi là hàm đọc cấu trúc. Thì cái hàm này là tương hoàn toàn tương tự giống như là cái hàm đọc chuỗi thôi, đúng không ạ? Tôi sẽ sửa tên nó lại là đây là đọc cấu trúc, đọc cấu trúc thôi. Thì ở đây là chúng ta chỉ đọc cấu trúc thôi, mà đọc cấu trúc đó thì là chúng ta chỉ fill thôi, không có fill schema. Để chi vậy? Để khi mà chúng ta đọc vô nó ra một cái bảng rỗng, cái bảng nó không có cái gì ở trên đó hết trơn luôn nữa, bảng rỗng không có cái gì ở trong đó hết trơn nữa. Và nhưng mà cái bảng rỗng đó thì nó cho phép chúng ta là làm chuyện gì? Nó cho phép chúng ta là chúng ta vẫn có thể thêm mới đâu như thường. Và các anh chị có thể là xin lỗi nha, đọc cái bảng rỗng này thì là thôi được. Chúng ta sẽ sửa lại cái phần này cho nó select sao, cái đó thì cũng được ha. Đọc cấu trúc tôi sẽ cải tiến cái này sao cũng được. Đó. Chúng ta đọc cấu trúc cái select sao này cũng được không ha. Chứ còn đọc cấu trúc này đúng ra nó là cái tên bảng thôi. Nó chỉ là cái tên bảng thôi. Nó tên bảng thôi. Cái này là phiên bản zero đi, thôi cũng được. Các anh chị phải gửi qua cái câu lệnh của nó. Lúc sau này thì chúng ta sẽ cho gọn hơn là chúng ta gửi qua cái loại phòng thôi. À, cái loại phòng thôi. Y hệt giống như thế này nha, là các anh chị sẽ chạy sẽ được. À, các anh chị sẽ làm chạy lại sẽ được. À, chạy như nó đang còn đó. Cái bảng này là bảng rỗng rồi, thấy không ạ? À, nó ra một, thấy không ạ? Tất nhiên là bây giờ ở trên đó là chúng ta có tới hai cái dòng đều là tên là loại x hết, nhưng cái mã số của nó sẽ khác nhau. À, rồi tôi mới minh họa cái việc là cập nhật và cái việc xóa, thấy không ạ? Chúng ta sẽ add vào trong một cái Windows Home khác. Chúng ta sẽ có một cái màn hình là ở đây là chúng ta về giả sử chúng ta cho là xóa cái dòng cập nhật và xóa luôn đi ha. Xóa trước đi cho nó dễ trước. Xóa xóa dòng. Xóa dòng hay là xóa đối tượng gì cũng vậy ha. Cái này thì chúng ta sẽ làm một cách tương tự thôi. Chúng ta sẽ làm một cách tương tự. Giống như cái màn hình thêm dòng này. Đó. Nhưng mà ở đây thì là chúng ta sẽ phải đọc đầy đủ à. Tại vì xóa không thôi nó sẽ báo lỗi. Ở đây chúng ta sẽ phải đọc đầy đủ. Đó. Chúng ta đọc hết vô. Đó. Giả sử ở đây tôi không phải là tôi thêm cái loại phòng mới, mà ở đây tôi là giả sử như tôi xóa cái loại phòng thứ hai, ví dụ chẳng hạn loại phòng thứ hai là loại phòng nào đó thì xóa cái loại phòng thứ hai, thì lúc này chúng ta điêm cái loại phòng á, nó sẽ bằng bảng loại phòng đó. Bảng loại phòng của chúng ta là chấm vào rào thứ hai à, rào thứ hai tức là cái loại này là loại C đó, tại vì cái đầu tiên nó là không là một thứ hai, hiểu không ạ? Rồi chúng ta có loại phòng chúng ta chấm delete là được thôi à, loại phòng chúng ta chấm delete rồi sau đó chúng ta ghi lên. Tức là cái cách xóa đó là chúng ta đọc vô, cái này thì buộc phải đọc à,
Cái đọc này thì là trong cái thực tế thì các anh chị sẽ có một cái bộ lọc nào đó, thì qua tới cái phần mà thiết kế những cái màn hình giao diện chúng ta sẽ nói sao ở trong cái chuyện đó. Tôi chỉ minh họa là muốn xóa thì phải đọc vô, thực ra mình phải đọc vô cho người ta chọn luôn nữa đó, rồi sau đó rồi mình là delete, chỉ vậy thôi, rồi mình ghi lại, nó cùng một cái cơ chế với lại cái phần là thêm cái dòng mới. Đây là xóa dòng đó. Chúng ta xóa dòng và chúng ta sẽ mở ra chúng ta xem sao đó là. Ở đây là cái chúng ta có vậy chúng ta có sẵn, đây là loại A, mã nó là một nhưng mà nó là xứ zero đó nha, mã nó là một nhưng mà nó xứ zero ra, nó có một dòng được xóa rồi đó, đúng không ạ? Chúng ta muốn thì chúng ta sẽ mở lại cái phần này, chúng ta xem lại đó. Rồi chúng ta xem lại đây. Đó, cái loại C nó bị mất rồi, thấy không ạ? Cái loại 180 hồi nãy đó, đúng không ạ? Nó bị mất rồi. Cái cuối cùng tôi minh họa đó là cái phần cập nhật, màn hình cập nhật dòng thì y hệt giống như thế thôi. Các anh chị sẽ thấy rằng là cái màn hình cập nhật dòng thì nó cũng giống như màn hình xóa cái dòng thôi, đúng không ạ? Cập nhật dòng nó sẽ giống như là xóa dòng thôi. Cái màn hình cập nhật, giả sử ở đây là chúng ta cập nhật tên, tên thôi chẳng hạn, của cái loại phòng hồi nãy chúng ta loại phòng thứ tư đi chẳng hạn, không quan trọng lắm, tùy đó là. Thì ở đây là chúng ta sẽ đem nó giống như là loại phòng thứ tư, mà thực sự là lúc sau này chúng ta sẽ chọn, thì chúng ta mới đổi tên nó, chúng ta đổi tên của nó, loại phòng của cái tên này á, nó sẽ bằng ra là ví dụ như là loại y, loại y ví dụ chẳng hạn. Rồi thì chúng ta sẽ ghi lại thôi. Các anh chị muốn cập nhật đơn giá thì sửa lại cái đơn giá. Cái tư tưởng mà của phần cập nhật á là chẳng qua đó là chúng ta đọc nó vô rồi chúng ta sửa dữ liệu thôi, đó là cập nhật dòng. Cái thứ tư của nó nha, các anh chị nhớ, nhưng mà cái thứ tư này là không nè ha, này là một nè ha, này là hai nè ha, mà này thứ ba nữa ha, là này bốn rồi tư rồi, cái này nó sẽ chuyển sang là loại y đó. Thì các anh chị có thể mở ra để mà xem lại rồi thôi nha, tôi minh họa tới đây thôi. Trong cái thực, trong khi mà lắp vô ứng dụng á thì nó sẽ, đây là loại y này, không nè, chúng ta chỉ sửa tên thôi mà, cái đơn giá nó diễn nguyên. Thì đối với cái bài này, sau khi mà làm xong hết tất cả những cái phần này thì các anh chị có một cái bài tập tổng hợp. Chúng ta sẽ có một cái bài tập tổng hợp. Nếu các anh chị làm được cái phần này thì rất là tốt. Chúng ta làm rất là tốt. Tức là các anh chị sẽ yêu cầu tôi cho một cái bài tập duy nhất thôi. Bài tập, đúng không ạ? Nó tổng kết lại tất cả những cái phần mà tôi muốn các anh chị đạt là cái này, không ạ? Chúng ta sẽ xây dựng một cái ứng dụng là gọi là quản lý các loại phòng, chưa có tính tiền gì hết trơn, quản lý các loại phòng thôi, với cái cơ sở dữ liệu rất là đơn giản, đúng không ạ? Cái thứ nhất á là chúng ta tạo với ba chức năng, đúng không ạ? Với ba chức năng. Chức năng thứ nhất, với bốn chức năng đi ha, với bốn chức năng. Cái thứ nhất là xem danh sách các loại phòng hay là bảng đơn giá cũng được. Chức năng thứ hai là thêm một cái loại phòng mới. Chức năng thứ ba là xóa một cái loại phòng. Chức năng thứ tư, thứ ba là cập nhật đi ha, cái xóa này nói chung là ít xài. Cập nhật loại phòng là vừa tên vừa đơn giá luôn rồi đó nha. Thứ tư là chúng ta xóa cái loại phòng đó. Đó, theo các bước sau.
Thứ nhất là chúng ta sẽ tạo cái màn hình chính. Thứ nhất là chúng ta tạo cơ sở dữ liệu chứ ha. Tạo cơ sở dữ liệu ha, tạo project trước đi. Tạo cái project là quản lý loại phòng. Tôi hướng dẫn rất là chi tiết này nha. Đó. Và khi mà tạo cái project quản lý các loại phòng này á, là chúng ta sẽ ép hai cái lớp là xử lý dòng phải xử lý bảng vào ha. Rồi sau đó là chúng ta mới tạo cái cơ sở dữ liệu, tạo cơ sở dữ liệu ha, trong cái thư mục bin nha. Tạo cơ sở mà protein. Và khi mà chúng ta tạo xong cái cơ sở dữ liệu, tùy chúng ta là chúng ta nhớ đổi cái data source. Đổi cái data source nha. Đổi cái data source tương ứng ha. Tương ứng tên cơ sở dữ liệu, tôi để các anh chị tùy chọn nha. Rồi, sau đó là chúng ta ổn định phần đó, là chúng ta mới tạo những cái màn hình chính cho phép kích hoạt các màn hình chức năng. Rồi chúng ta sau đó là chúng ta mới tạo các màn hình, chúng ta đặt tên là màn hình, màn hình là xem danh sách loại phòng. Tôi đặt tên luôn đó nha, là các anh chị làm cho nó đúng luôn đó nha. Màn hình thêm cái loại phòng mới. Màn hình cập nhật loại phòng. Thêm cái loại phòng mới, màn hình cập nhật cái loại phòng. Và màn hình xóa loại phòng MH nha, xóa cái loại phòng. Tạo đây là tạo giao diện thôi ha. Rồi sau đó là các anh chị sẽ xây dựng thuật giải cho các hàm xử lý biến cố. Và cuối cùng thì là chúng ta mới lập trình. Thì trên cái màn hình thêm của nó đó thì là chúng ta sẽ sử dụng cái phần mà nhập liệu bình thường thôi đó. Còn trong cái phần mà cập nhật với xóa đó thì là các anh chị ứng dụng cái phần chọn và xuất hồ sơ đó. Chọn và xuất hồ sơ, tôi nói ngắn gọn như thế thôi ha. Chọn và xuất hồ sơ kết hợp với lại cái phần cập nhật. Tôi hy vọng rằng là kết thúc của trong cái phần này á, là các anh chị làm giùm tôi được hoàn chỉnh của cái phần này, làm những cái hoàn chỉnh cái bài tập này. Đó là cái nền tảng để giúp mọi người có thể học được tốt cái môn công nghệ phần mềm. Tất nhiên là trong này thì là chúng ta sẽ có những cái bài tập lớn hơn nhiều, chứ không phải nhiều đó không đó. Rồi thôi chúng ta dừng lại ở đây.